Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70 xinh đẹp. Các bạn ơi, các bạn có khỏe không? Lời nói đầu tiên, xin chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, bình an trong mùa dịch. Và trước khi đi vào chủ đề chính, thì mình muốn nói với các bạn, hãy yêu thương U70 hết mình và ủng hộ U70 nhé. Và hôm nay thì chủ đề hoàn toàn mới, bởi vì U70 nghĩ rằng câu chuyện ngân nga đối với U70 hết duyên hết lọc rồi. Và hôm nay U70 xin chuyển chủ đề như thế nào, mời quý vị và các bạn xem từ đầu đến cuối cho vui nhé. Có một anh chàng đã đi lần hai, lấy vợ lần hai, tâm sự với cô Khánh. Cô ơi, cháu buồn quá. Người ta nói rằng đàn bà yêu bằng mắt, đàn ông yêu bằng tai. Cháu càng ngẫm, cháu càng thấy đúng. Người vợ đầu tiên của cháu cũng là rất là lười biếng, chỉ được cái đầu lưỡi, đầu môi và ăn diện. Bản thân cháu thì cháu lại thích hình thức, cháu thích nhìn đàn bà phải diện, phải đẹp. Nhưng mà, và người ta rất là ngọt với cháu, cháu chiều chuộng người ta lắm. Người ta biết là top của cháu, thích đàn bà ăn diện, không quan tâm đến vợ có chịu khó làm hay không. Chỉ về đến nhà, nhìn thấy vợ đẹp, đon đả, khéo le, khéo mồm. Anh đã về đấy à? Và hôm nào nhìn thấy cháu, nét mặt có vẻ tư lự. Anh làm sao đấy? Hôm nay ở cơ quan có điều gì làm cho anh không vui mà anh về anh sưng mặt với vợ thế? Chỉ một câu nói thôi là cháu đã hết cả mệt mỏi rồi. Và cứ mãi cô vợ của cháu rót đường vào tai. Lần sau về, cô vợ ở nhà cũng không làm cái gì, không chịu đi làm. Cứ cái máy điện thoại, lúc nào cháu nhìn thấy là thấy cầm máy điện thoại. Và cháu đã định nói thì cô vợ biết tính cháu, chạy ra, đon đả. Cháu cởi cái áo khoác ra, vội vàng chạy ra, cầm áo khoác, treo lên cho cháu. Làm cho cháu những cái nỗi, cháu bực tức, không nói được. Và nhiều lần, vợ chồng đụng độ, cháu cũng định lôi ra nói. Thì vợ cháu lại buông một câu, anh không yêu vợ à? Sao anh cứ hằn dắt vợ thế, hằn học vợ thế? Làm vợ xấu xí anh có yêu không? Và vân vân và vân vân. Những lần như thế cháu lại cho qua. Có lẽ tính của cháu thích ngọt chăng? Và cứ mãi như thế vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm trời, vợ cháu không đi làm. Không những không đi làm mà ở nhà cũng lười, không lo lắng việc nhà. Kể cả đi chợ mua đồ ăn cũng đợi cháu về mua, không có chủ động một việc gì hết. Người ta thường nói là người đàn bà là phải tự lực. Khi mà không còn một lúc nào đấy không may, không có người đàn ông, không có người, không có bờ vai để dựa thì phải tự lực được. Có lúc cháu cũng nói điều đấy, nhưng vợ cháu lại gạt tuyệt đi, lại nói rằng anh lại chê vợ hả, anh lại muốn bỏ vợ hả. Và ôm tôi, ôm cháu, vuốt ve. Thì người đàn ông nào mà chẳng ưa ngọt. Nhiều lúc cháu nghĩ lần này cháu phải quyết tâm
Cháu nói nhưng cũng không nói được. Và cứ mãi như thế, một người thì đi làm, một người ở nhà lười không làm. Có lúc cháu cũng nghĩ tình yêu vợ chồng nó phải thương nhau cả hai, phải vì nhau cả hai. Anh làm việc này thì em làm việc khác, giống như các cụ nói, xây thóc thì đừng hãm em. Có thương nhau vì nhau thì mới phải giúp đỡ nhau, chứ không phải vì đầu lưỡi, đầu môi cứ ngọt ngọt rót nước đường vào tai của chồng mà chồng nghe tất cả. Nhiều lần cháu đã quyết tâm, lần này sẽ nói cho ra nhẽ, muốn đến đâu thì đến, nhưng rồi cũng không được. Hình như cô vợ cháu đã biết được cái khuyết điểm của cháu, là đàn ông nghe bằng tai, yêu bằng tai, thích ngọt. Nhưng rồi vợ chồng sống với nhau mãi mãi, 5-7 năm trôi qua, lúc đấy cháu không thể chịu được nữa. Một người thì đi làm, một người ở nhà chơi, ngoài ra thì còn đi buôn, nhiều chuyện. Nhiều khi về cháu đã mệt, cứ lôi cái chuyện ngoài đường về kể. Cháu gạt đi, cháu nói thôi em đừng có kể những chuyện ngoài đường, anh đi làm mệt lắm. Cô ấy lại vuốt ve cháu và cũng không cáu được. Và cháu cũng nói ở nhà thì phải đi chợ, đi mua đồ ăn cho con, cái gì cũng đợi anh, cái gì cũng đợi anh. Anh dậy từ sáng sớm đi làm, chiều về đi chợ, em không thương anh à? Thì vợ cháu lại nói chả thương. Thế anh không thương vợ à? Hay là anh thương hàng xóm? Em nuôi con đã vất vả rồi, hàng ngày mong anh về để nói chuyện cho nó khuây khỏa. Về đến nhà là anh cau mày cau mặt với em, em buồn lắm. Mỗi một lần cháu định nói thì vợ cháu lại rót nước đường vào tai cháu, cháu lại nguôi. Và cưới như thế. Nhưng đến một ngày đẹp trời, sức chịu đựng của cháu không chịu được nữa, cháu đã nói và vợ chồng đụng độ va chạm sứt mẻ. Và từ cái sứt mẻ đấy, hôm nay sứt một xíu, ngày mai sứt một tẹo, ngày mốt sứt nhiều hơn, thì các bạn hiểu rằng tình yêu nó như một bát nước đầy, tự nhiên bê đổ đi, dù có hót lại nó không được đầy như xưa. Và cứ như thế cho đến khi vợ chồng tan nát. Và lúc mà vợ chồng đụng độ rồi thì cháu mới hiểu ra rằng cô vợ mình cao tay thật. Nó lừa mình bằng nước đường nó rót vào tai. Nó không thương yêu gì mình. Thật sự nó không yêu thương gì mình. Chứng minh như cháu dậy từ 5 giờ cháu đi làm, vợ cháu nó ngủ đến 9 giờ chưa dậy. Cháu nghe thấy có người nói, người ta kể ở cơ quan của cháu, vợ mình rất là tâm lý, vợ không đi làm, vợ ở nhà, nhưng mà cứ mình cứ dậy đi làm là bà vợ dậy pha cà phê, làm bánh mì. Thật ra một cái việc ấy rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, mình cũng có thể làm được, nhưng mà cô vợ rất là tâm lý. Thì cháu nghe thấy người ta kể, cháu còn bảo trời, những người như thế là không thương vợ,
Vợ đang ngủ ngon để cho vợ ngủ đi. Mình dậy cái đấy thì nhẹ nhàng không mới tự làm có sao đâu. Mắc mớ gì mà phải bắt vợ dậy. Nó nhỡ giấc ngủ. Rồi chốc nó không ngủ lại được. Rất là tâm lý. Nhưng mà đến khi vợ chồng đụng độ rồi thì cháu mới hiểu ra rằng đúng, vợ chồng người ta chỉ chiều nhau những cái tâm lý, những cái nhỏ mọn thôi thì là nguồn động lực. Nhưng đằng này không phải chiều vợ, à không phải chiều chồng, không phải yêu chồng mà chỉ yêu bằng đầu lưỡi thì không bao giờ có hạnh phúc lâu dài. Vợ chồng nó phải vì nhau, đúng không cô? Tâm sự với mình vậy. Đúng rồi. Và nói rằng cháu có lần cháu bực lên, cháu nói ở nhà em phải làm việc nọ việc kia chứ cái gì cũng đợi anh. Con run cháu mãi cũng quằn anh không nhịn được nữa đâu. Nhưng lại ra ôm cháu, xoa suýt nặng, rồi lịnh bợm cháu. Cháu lại nguôi đi. Làm sao cái việc này cháu không cứng rắn được với đàn bà. Và rồi cái gì đến sẽ đến. Dù người ta có khéo, người ta không thật lòng, mãi cháu cũng nhận ra. Bởi vì không thể chịu được một người đi làm, một người ở nhà lười. Rồi mỗi một lần chồng nổi khùng là lại lịnh, lại khéo để cho chồng nguôi ngoai đi. Nhưng cô xem, trong cuộc sống cũng không thể mãi được, đúng không cô? Đúng rồi, mình trả lời đúng rồi. Nhưng mà cháu nhận ra hơi muộn. Cháu nhận ra hơi muộn, nhưng mà thôi, cũng vẫn còn được. Chỉ tiếc rằng đã có con với nhau mà hai người chia tay thì cô đi lấy chồng, tôi đi lấy vợ, chỉ tội nghiệp với đứa bé. Có cha thì không có mẹ, mà có mẹ thì không có cha. Những đứa trẻ nó hạnh phúc nhất là có cả cha lẫn mẹ, đúng không các bạn? Nhưng một khi cháu cũng nhiều lần ngồi bàn tròn đàm phán vì con, cháu nói nhưng cũng không được. Hình như vợ chồng cháu đến ngày hết duyên thì đường ai nấy đi, có đúng không cô? Thì mình nghe cũng chỉ biết ngồi cười thôi, biết nghe thôi, biết trả lời sao đây. Và cháu ấy cũng tâm sự rằng cháu buồn lắm cô ạ. Người ta nói rằng vợ chồng ở với nhau một ngày nên nghĩa chuyến đò nên quen, huống hồ sống với nhau gần chục năm trời, cả chục năm trời mà chỉ trong tích tắc va chạm thôi mà chia tay mỗi người mỗi ngả, rất buồn. Cháu nhớ các cụ có câu mới vợ mới chồng, à mới quần mới áo thì hay, mới vợ mới chồng không hay một chút nào. Đúng là như vậy, nhưng biết làm sao được. Một khi nó đã sứt rồi, nó giống như một cái bát, mình làm nó sứt, nó mẻ, nó không liền được nữa. Vợ chồng cũng vậy thôi, cháu không hàn gắn được. Cũng có lúc cháu, cô và cháu cũng muốn níu kéo, nhưng không được. Hầu như cái níu kéo này giữa cô ấy và cháu, nó đều là cái tình cảm cưỡng ép, tình cảm hời hợt, nó không thật tâm, nó không thật lòng, nên không không thể quay lại được với nhau.
rất đáng tiếc. Và rồi chia tay, vợ chồng cháu đã chia tay, mỗi người mỗi ngả. Con cháu nó ở với mẹ nó. Cũng có rất nhiều trường hợp đầu độc con để cho nó ghét cha. Mặc dù người cha làm hết mực cho nó, nhưng nó không ở với cha. Mà khi mà vợ chồng đã bỏ nhau, chẳng có ai bình thường được. Ai cũng có cái thối, đúng không cả nhà? Thì đầu độc con, nó nghe. Nó nghe và nó cũng không coi cái người cha ra gì. Mặc dù người cha vẫn trả tiền hàng tháng, nhưng không có tình cảm với con. Đấy là một cái điều rất là thiệt thòi của người đàn ông. Nhưng nhân đây mình muốn nói với các bạn, phải thận trọng khi yêu đương. Mình phải xem câu nào là thật, câu nào là đường mật, đầu môi, đầu lưỡi, để xác định cho cuộc đời, cho đứng đắn. Đừng có để xảy ra những điều đáng tiếc. Và câu chuyện này nó cũng dài rồi. Mời các bạn nghe tiếp phần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong các bạn ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.